vai trò của máy tính. Máy tính là một công cụ mạnh mẽ và có ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới. Máy tính giờ đây là một phần của cuộc sống hàng ngày đối với nhiều người và mở rộng tầm ảnh hưởng của nó sang nhiều lĩnh vực như kinh doanh, giải trí và giáo dục. Máy tính đóng vai trò quan trọng trong trường học, hiện diện trong mọi hoạt động từ việc cung cấp các giáo trình học tương tác đến hỗ trợ, nghiên cứu nhằm nghiên cứu hồ sơ của học sinh, sinh viên. Một số trường mở các khóa học hoàn toàn online cho mọi người trên thế giới. Các công ty sử dụng máy tính để tương tác với nhân viên và khách hàng. Máy tính hỗ trợ quản lý các dự án lớn, liên lạc trong công ty và mang lại nhiều dịch vụ thuận tiện cho khách hàng. Chúng cũng hữu ích cho các bài thuyết trình, theo dõi hàng tồn kho và bảo vệ dữ liệu an toàn và truy cập dễ dàng. Máy tính cũng mang lại nhiều lợi ích to lớn cho lĩnh vực y học, chúng giúp theo dõi hồ sơ y tế của bệnh nhân, cho phép bác sĩ và y tá liên lạc với nhau tức thì và cung cấp các chương trình nghiên cứu dễ dàng về các phương pháp điều trị mới nhất. Các nhà khoa học sử dụng máy tính để hỗ trợ công tác nghiên cứu. Máy tính là công cụ hữu ích để phân tích dữ liệu cũng như giúp lập ra các công thức phức tạp và công thức toán học. Hơn hết, máy tính cho phép các nhà khoa học liên lạc nhanh chóng và phát hành nghiên cứu của họ ra toàn thể cộng đồng khoa học. Các nhà văn và nhà xuất bản sử dụng máy tính để định dạng bố trí trang, chỉnh sửa bản sao và nhiều loại ấn phẩm, bao gồm việc tạo bản tin, tạp chí và sách. Các nghệ sĩ sử dụng máy tính để tạo hình ảnh minh họa, thu âm bài hát và làm tăng hình ảnh. Tất cả các trò chơi, video, phim ảnh, âm nhạc và nhiều sản phẩm giải trí khác trở nên hoàn hảo hơn nhờ các tính năng tuyệt vời mà máy tính mang lại. Chính phủ sử dụng máy tính để lưu giữ hồ sơ, cung cấp thông tin và dịch vụ cho công dân. Bạn cũng có thể tìm thấy các cuộc thảo luận và tranh luận chính trị online trên máy tính.